Tấm pin năng lượng mặt trời đang trở nên ngày càng phổ biến trong cuộc sống của con người, đặc biệt là ở các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, đối với những gia đình không quá dư giả thì việc lắp đặt sản phẩm này là tương đối tốn kém. Và do đó thì tại Hàn Quốc, ý tưởng cho thuê tấm pin năng lượng mặt trời để giúp tiết kiệm chi phí cho người sử dụng đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân. Từ những bóng đèn trong phòng khách cho đến các thiết bị điện lạnh như điều hòa tủ lạnh, tất cả đều hoạt động nhờ tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên nóc của ngôi nhà này. Tuy nhiên, việc lắp đặt không hề rẻ, với mức giá từ 7 đến 8.000 đô la Mỹ. Nhằm tiết kiệm chi phí cho chủ nhà, các công ty hoạt động trong lĩnh vực này đã giới thiệu chương trình cho thuê tấm pin năng lượng mặt trời. Theo đó, chỉ với 70 đô la Mỹ mỗi tháng, người sử dụng có thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng từ tự nhiên. Mùa hè năm ngoái, mỗi tháng chúng tôi phải chi khoảng 350 đô la Mỹ tiền điện. Nhưng kể từ khi thuê tấm pin năng lượng mặt trời, số tiền đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1 phần 5 so với trước đây. Theo tính toán của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, mỗi hộ gia đình có hóa đơn tiền điện trung bình khoảng 100 đô la Mỹ sẽ có thể tiết kiệm ít nhất là 15 đô la Mỹ sau khi đã trả tiền thuê tấm pin năng lượng mặt trời và tiền điện phát sinh. Nếu bạn đăng ký dịch vụ cho thuê tấm pin năng lượng mặt trời, chúng tôi sẽ lắp đặt miễn phí. Trong thời gian thuê, chúng tôi cũng sẽ miễn phí các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng. Như thế, người sử dụng sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, điểm hạn chế của dịch vụ này là không thể đáp ứng nhu cầu của các gia đình ở căn hộ chung cư và những khu vực thiếu ánh sáng mặt trời. Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch tạo mọi điều kiện để đưa khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tiếp cận với dịch vụ tiết kiệm tiền và thân thiện với môi trường này